Dạ em xin chào các bác các anh đã ghé tới kênh Giày Si Sài Gòn ạ. Shop em tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ạ. Nếu các bác nào mà có ở Sài Gòn thì ghé 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ủng hộ shop em với nha. Hôm nay em lên rất là nhiều mẫu giày tây và giày lười cho các bác mang đi làm đầu xuân năm mới. Mẫu đầu tiên em lên cho các bác đó là một em giày tây công sở, size chuẩn của em đó là size 40.5. Thiết kế của em là khá đơn giản. Rất là đẹp luôn này các bác. Mũi rất là đẹp luôn, đơn giản, phong trợ đơn giản nha các bác. Thiết kế của em đó là đế da khâu rất là chắc chắn rồi. Da của em này thì khá là dày dặn luôn. Đế của em nó đế da đã khâu và đã có chống trơn nha các bác. Khâu rất là chắc chắn nè. Rất là đẹp luôn. Da em này khá là dày nha các bác. Form trơn đơn giản. Da của em nó khá là dày, đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn luôn. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ. Rất là đẹp nè các bác. Form dáng rất là đẹp luôn. Lòng trong vàng ké luôn. Da rất là dày. Đế của em nó là đế da khâu. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em đó là mã H58 size 40.5 giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại em Zalo em có để trên màn hình trên này các bác nhé. Tiếp tục em lên cho các bác một mẫu dệt tây. Màu của em đó là màu vàng bò nha các bác. Màu này thì các bác có thể phối quần tây màu sáng chút xíu. Quần tây màu sáng hoặc là quần jean mình mang cũng đều ok nha. Da của nó thiết kế của em nó là da canvas nha các bác. Da canvas này. Mặt da em rất là đẹp luôn. Đế của em nó thì còn rất là mới luôn. Em này thương hiệu Tân Đi, sản xuất tại Hàn Quốc nha các bác. Tân Đi sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Rất là đẹp luôn, lòng trong phun da toàn bộ này các bác. Mặt da em rất là đẹp luôn. Đế của nó còn rất là mới. Size chuẩn cho nó là size 40.5. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em đó là mã H60 size 40.5 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em loafer chuông lắc. Một em loafer size chuẩn của em đó là size 41.5. Điểm nhấn của em nó là có hai cái chuông loafer rất là đẹp này các bác. Hai cái chuông rất là đẹp luôn. Da khá là đẹp. Từng đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn nha các bác. Form rất là đẹp luôn. Da của em này khá là dày dặn. Bộ đế của em nó thì còn rất là mới. Đôi này thì sản xuất tại Japan của Nhật nha các bác. Đế em nó còn rất là đẹp. Size chuẩn là 26-265E. Tương đương size 41.5 nha các bác. Form dáng rất là đẹp. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ nha các bác. Lòng trong là phun da toàn bộ này. Rất là đẹp. Đế em nó còn rất là mới luôn. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em đó là mã H51 size 41.5 giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười. Size chuẩn của em đó là size 41 nha các bác. Size 41. Da của em nó là khá là dày dặn luôn. Mặt da của em nó dập vân rất là đẹp này các bác. Da bò dập vân nha. Vân đà điểu. Rất là đẹp. Size chuẩn là 41 ạ. Form này là form gọn nha các bác. Rất là thon gọn luôn. Lòng trong phun da dập hiệu này các bác. Em này sản xuất tại Paris của Pháp nha các bác. Dập hiệu và nơi sản xuất bên trong luôn. Rất là đẹp. Dòng này mình phối quần tây, quần jean, quần sọc đều được nha. Đế của em nó đế da đã khâu và đã có chống trơn luôn rồi nha các bác. Size chuẩn cho nó là size 41 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em đó là mã H53 size 41 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Thương hiệu Regal. Thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Một thương hiệu nổi tiếng của Nhật ạ. Size chuẩn của em là size 41 dáng nửa bi. Rất là đẹp này các bác. Da khá là dày. Em này sản xuất tại Nhật Bản nha các bác. Thương hiệu Regal, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Size chuẩn của em đó là size 41. Thiết kế của em đó là đế cao su, cho nên mà mang cảm giác rất là nhẹ về em chân nha các bác. Dòng này các bác nào lớn tuổi chút xíu thì mang nó sang nha. Rất là đẹp luôn, sang trọng và lịch sự. Thương hiệu Regal, đế của nó dập thương hiệu này các bác. Đế xốp, cao su đế xốp này. Rất là nhẹ về em chân luôn. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em đó là mã H52
size 41, giá 500k. Em lên mẫu tiếp theo cho các bác, đó là một em robot ạ. Thương hiệu robot thì các bác hay biết đó là nó rất là nhẹ luôn. Dòng robot thì mình mang là rất là siêu nhẹ. Đó, cho nên mà các bác nào mà muốn mang nó nhẹ chân thì cái dòng robot này là quá ok này. Đó, mang cảm giác như không mang luôn đấy, tại vì nó rất là nhẹ. Thiết kế của mấy dòng robot thì thường thường làm bằng đế xốp, cho nên mình mang rất là nhẹ luôn. Thương hiệu robot, lòng trong của em nó là dập hiệu robot bên trong này các bác. Lớp mút của em nó là khá là êm luôn, mình mang cảm giác rất là nhẹ và êm chân nữa. Thương hiệu robot nha các bác. Đế của em nó là đế xốp, dập hiệu robot bên dưới luôn. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì em book dùm em, đó là mã H56, size 41, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây da đan. Size chuẩn của em nó là size 41 nha các bác. Dòng này thiết kế là da bò đan đục lỗ, rất là thoáng chân. Nếu các bác nào mùa hè ở Sài Gòn nó thì mang đôi này rất là thoáng luôn. Size chuẩn kem nó là size 41. Thiết kế da bò đan hàng thủ công nha các bác, hàng thủ công. Đó, da đan đục lỗ rất là thoáng khí luôn. Size chuẩn kem nó là size 41 ạ. Size 41 nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp. Da đan đục lỗ. Đế của em nó thiết kế đế da. Đế da nha các bác. Đế da. Size chuẩn kem nó là size 41. Em này sản xuất tại Italy nha các bác. Dòng đế da là chủ yếu là của Italy. Đó, lòng trong dập hiệu này các bác. Thương hiệu này thì là của Pháp nha. Của Pháp và của Ý sản xuất đôi này nha. Rất là đẹp luôn ạ. Da đan đục lỗ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã H54, size 41, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nha. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em loafer. Size chuẩn của em nó là size 42. Màu của em nó là màu nâu mận nha các bác. Màu nâu mận ạ. Màu này thì mình có thể phối quần tây hay là quần jean đều là rất ok nha các bác. Màu nâu đỏ này, nâu đỏ nâu mận nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em nó là size 42. Size 42 nha các bác. Đế của em nó đế ra da này các bác. Còn rất là đẹp luôn, thương hiệu nó dập dưới đây. Giá tại tiệm em bán là 850. Tại tiệm là bán 850. Em thành lý cho các bác là 550k thôi nha. Dòng đế da rất là chắc chắn luôn. Dòng này nó khâu lắp rảnh bên trong rồi nha các bác. Bên trong đều có khâu nè. Khâu tốt bên trong đó, cho nên bên này nó không có nổ chỉ nha. Khâu bên trong rất là chắc chắn rồi. Thương hiệu và lòng bên trong này các bác rất là đẹp. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã H59, size 42, giá 550k. Đó, mặt da rất đẹp luôn này các bác. Quá đẹp luôn. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây. Lại là một thương hiệu robot luôn nha các bác. Thương hiệu robot. Size chuẩn của nó là size 41 ạ. Rất là đẹp luôn nè. Lại một em robot siêu nhẹ luôn. Form trơn đơn giản nha các bác. Form trơn đơn giản. Rất là đẹp. Đó, thương hiệu robot phong trơn nha các bác. Robot, dòng robot mà mọi người hay biết đó là siêu nhẹ luôn. Dáng này rất là nhẹ. Đế của em nó là các bác dập hiệu robot bên dưới luôn. Độ mới em này còn khá là cao. Rất là nhẹ về em chân luôn. Các bác nào mà sợ đau chân hay là ấy thì dòng robot thì mang siêu nhẹ siêu êm luôn nha. Đó, lòng trong dập hiệu phun ra. Lớp lót và lớp mút của nó rất là êm luôn. Size chuẩn của em là size 41 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book dùm em, đó là mã H50, size 41, giá 450k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo hoặc là số điện thoại tin nhắn cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em giày lười. Màu của em đó là màu vàng bò nha các bác. Màu vàng bò, màu vàng nó hơi sáng xíu nha. Nhưng mà mình phối có thể phối quần tây, quần jean đều được. Quần tây thì mình không phối màu đen được thôi. Chứ còn những quần tây màu khác thì mình phối con này rất là đẹp nha. Size chuẩn của em nó là size 42. Dòng da này của em nó là da rất là mềm và êm chân luôn nha các bác. Lòng trong phun da dập hiệu này các bác.
Đó, màu vàng bò rất là đẹp luôn. Đó, form dáng rất là đẹp. Bộ đế em nó còn rất là mới nha. Đó, form dáng rất là đẹp này các bác. Da này khá là mềm luôn. Mình mang cảm giác rất là êm chân, nó không bị cắn chân nha các bác. Bộ đế em nó còn rất là mới. Size chuẩn em đó là size 42. Các bác nào quan tâm mẫu này thì em book dùm em, đó là mã H65, size 42, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em giày tây. Màu của em nó là màu nâu đỏ nha các bác. Bác nào chân lo to size tầm 43 thì em này mang ok nha. Tại vì em này là bề ngang cũng có mà chiều dài cũng có luôn nha các bác. Cho nên mà các bác nào chân to thì mang em này mình nới thoải mái. Size chuẩn của em nó là size 43. Size 43 nha các bác. Size 43 màu nâu đỏ. Dòng này thiết kế của em nó là đế xốp. Mình mang cảm giác rất là nhẹ về em chân luôn nha các bác. Đế của em nó đế xốp nha. Đế xốp rất là nhẹ về em chân luôn. Size chuẩn của em nó là size 43. Size 43 nha các bác. Các bác nào chân to bề ngang thì đôi này cũng ok luôn nha. Tại vì mình có thể nối dây. Dây này dây cột em bỏ bên trong nha. Lòng trong phun ra toàn bộ. Size chuẩn 275cm, tương đương size 43 nha các bác. Size 43. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, nó là mã H62, size 43, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Form trơn nha các bác, size chuẩn em nó là size 42. Da của em nó là da bóng, nó hơi bóng chút xíu nha. Bóng thì mình ít phải đánh xi. Tại vì mình chỉ cần lâu qua thôi nó đã mới rồi. Đó, size chuẩn em nó là size 42 nha các bác. Size chuẩn em nó là size 42, tương đương 265cm. 265cm. Bộ đế của nó là đế da nha các bác. Size chuẩn 42 nè. Đế là đế da đã có chống trơn luôn rồi. Cho nên các bác mang thoải mái không lo trơn trượt nha. Size chuẩn em nó là size 42 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book dùm em, đó là mã H55, size 42, giá 500k. Lòng trong của em nó rất đẹp này các bác, còn rất là mới. À, các bác nào quan tâm mẫu này thì em book dùm em, đó là mã H55, size 42, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây. Màu của em nó cũng là màu vàng bò nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 43. Da của em này thì khá là dày dặn luôn. Dày nhưng mà nó không cứng nha, dày nhưng mà nó mềm. Từng đường kim mũi chỉ của em nó rất là chắc chắn luôn. Size chuẩn của em nó là size 43. Size 43 nha các bác. Màu vàng bò size 43. Màu này mình có thể phối quần tây, quần jean, quần kaki đều rất là ok nha các bác. Form này rất là đẹp luôn. Form này em bán rất là chạy. Đó, từng đường kim mũi chỉ của em nó rất là chắc chắn luôn. Bộ đế nó em còn rất là mới này các bác. Thương hiệu Rara. Rara size chuẩn là 43. Đó, rất là chắc chắn luôn ạ. Da em này là khá là mềm. Da mềm mà nó dày nữa. Thương hiệu Rara, một thương hiệu nổi tiếng nha các bác. Rara này, đó, size chuẩn 43. Đó, rất là đẹp luôn. Bên trong này có cót của nó luôn nè. Em này sản xuất tại India của Ấn Độ nha các bác. Thương hiệu Rara đến từ Ấn Độ nè. Đó, rất là đẹp. Size chuẩn 43. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã H63. H63, size 43, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Màu của em đó là màu nâu đậm nha các bác. Màu nâu đậm ạ. Size chuẩn của em đó là size 42, màu nâu đậm. Màu nâu đậm thì mình có thể phối quần tây hay là quần jean, quần kaki đều ok nha. Màu của em đó là màu nâu đậm, màu nâu đất nha các bác nè. Đậm đậm xíu. Size chuẩn của em nó là size 42. Thiết kế của em nó thì bằng đế da. Đế da đã khâu rất là chắc chắn rồi. Lòng trong của em nó phun ra dập hiệu bên trong nữa các bác. Rất là đẹp. Size chuẩn 265cm, tương đương size 42 nha các bác. Đó, màu nâu đậm này, rất là đẹp luôn. Đế của em nó là đế da. Thương hiệu Vanio này. Đó, thương hiệu dập dưới đế này các bác. Đó, đế da đã có chống trơn. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book dùm em, đó là mã H57, size 42, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nhá. Tiếp tục em lên cho các bác một em loafer. Màu của em đó là màu vàng bò. Size chuẩn em đó là size 42. 42/42.5 chân thon nha các bác. 42/42.5 chân thon ạ. Loafer rất là đẹp này các bác.
màu vàng bò nha. Màu này thì mình có thể phối quần tây, quần jean hay là kaki mình mang rất là ok luôn ạ. Màu này nó cũng không kén đồ đâu, tại vì loafer nhưng màu này thì mình có thể lên quần sọc, quần jean, quần kaki để ok. Đế của em nó đế da đã khâu rất là chắc chắn rồi nha các bác. Đế da đã khâu và đã có chống trơn luôn, cho nên mà form này mình dễ phối đồ lắm nha. Đã khâu thì rất là chắc chắn rồi nha. Size chuẩn của em nó là size 42, bác nào mà chân thon thì là 42.5 mang ok ạ. Lòng trong của em nó dập thiểu phun da toàn bộ rất đẹp này các bác. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã H61 size 42 giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nhé. Em xin chào các bác, em hẹn các bác vào live tiếp theo nha.